đừng có nhúc nhích là xấu quá. Trời ơi, rồi xấu quá luôn rồi ôi. Ôi ngồi im đi. Nguy hiểm nha. Trời ơi, nó rút cái cổ lại sao. Ôi ngồi thẳng lên. Ôi thẳng lên. Ngồi thẳng lên. Ngồi thẳng mấy không xuống, không xuống đi là không vậy. Ừ đúng rồi. Xấu quắc luôn rồi ôi. Ôi nhúng nhích hoài à. Ôi ngồi im nha. Trời ơi. Ôi ngồi im nha. Ôi dừng lại. Thôi rồi rồi rồi. Bây giờ đang cắt nửa cái đầu con nhúc nhích là đầu con chọc như đầu Mio luôn á. Con muốn cái đầu của con xấu giống đầu Mio không? Đó. Đầu của ba đó. Của đầu của Mio xấu là do ba hất á. Con muốn đầu của con chọc lóc giống đầu vô không? Không, con muốn làm một kiểu tóc đẹp thôi. Lúc đẹp mà nhúc nhích hoài sao mà đẹp được? Nhóc xịt tiên. Ngồi thẳng lên, thẳng cái đầu lên, ngồi thẳng lên. Nhóc xịt tiên á. Không phải giống bắt mèo. Ôi ngồi thẳng lên. Nó lủng một lỗ rồi. Cái giống hình tròn không? Giống hình tròn nữa. Rồi lủng lỗ hình trái tim đi. Cạo một cái lỗ hình trái tim mới sao vậy? Ơ, đừng. Trời nó lủng một lỗ rồi. Ôi ngồi im nha, khúc này quan trọng nha. Có đẹp không? Ngủ có đẹp không? Đừng có đẹp không? Mưa là giống mèo á. Ôi ngồi im đi. Cố gắng lên mày. Cố gắng lên mày. Mưa là nó lủng một lỗ rồi ôi. Có đẹp không? Nó lủng mà sao mà đẹp được. Con súng cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống. Cúi đầu xuống. Cherry. Anh hai bị lủng một lỗ ở đầu rồi Cherry. Lủng lỗ hình trái tim nha. Lủng lỗ hình trái tim. Rồi, đừng có cười. Chạy đi, đi vô chải đầu đi, đầu tóc bù xù quá. Trời ơi, muốn. Tôi muốn sụp nước. Chạy đi, ẻ nha, ẻ, chạy đi, chạy đi. Không được pha. Tóc của anh hai hai. Lúc trước con biết làm sao mà Mio có cái đầu xấu quắc không, lủng lỗ không? Là ba hết cái này Mio lủng một lỗ nguyên cái đầu luôn á. Mà Mio mà còn khóc là chê xấu á chứ đừng có nói. Đẹp chưa ba? Con ngồi im mới được. Con biết là ba hết tóc á là tốn biết bao nhiêu cái nón tặng người ta rồi đó. Là cứ hết xong xuôi là ba phải tốn tiền mua cái nón đền cho người ta đôi lại. Chứ thôi người ta không có dám ra đường. Phong danh hiệu dũng cảm nhất năm cho bà hai cắt tóc. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ủa sao nó tới 2-3 tầng vậy? Đâu? Đó, nó lủng lủng quá đó. Ngồi im đi. Mặt rất là lo lắng. Mặt rất là lo lắng. Mà con lo đúng rồi chứ bộ. Đừng có chọc coi nữa có lủng không? Ủa thì sao lại chọc cái nón vậy? Cái nón che lại chứ không đội xấu làm sao? Đừng có nhúng nhích. Đừng có nhúng nhích. Ngồi im, ngồi càng im thì càng đẹp.
con người càng xấu thì càng đẹp. Giờ luôn lỗ mấy lỗ? Dạ không lỗ. Không lỗ gì người em nha. Anh có thể tán tóc. Giờ con hãy mua cái dao để cắt cái đầu. Hồi đó là ba ở xóm là ba cắt giùm cho nguyên một xóm, mà rốt cuộc là ba phải trốn lên Sài Gòn ba ở đó. Đè nó quýnh ba. Ba trốn quê mà đi luôn. Con là người can đảm nhất năm giáp ngồi cho ba cắt tóc. Chị đi cắt không? Không. Chị đi cắt đồ đinh không? Không. Như vậy thì cái cắt kiểu hình bạn Bảo Ngọc có tóc ngắn như vậy nè. Còn bạn kia ghi thì bán xì. Rồi cái tóc con cát không vậy? Mới dây cát đúng không? Đâu có, con đã phát triển. Tại vì mẹ Hà hung vô đầu kia ghi cho mấy nó ngủ mới dây cát. Bị nói chuyện bị bạ nhẫn nhí. Nó mụn cái cát. Con ngồi im cho ba cắt, con cứ ngửa ngửa đầu hoài, cúi đầu xuống. Má ơi, nó như cúi đầu xuống như cái cổ nó bơi á. Xấu quá. Má ơi. Dạ. Ba cười ba làm con xấu quá đó nha. Ủa tại sao anh để đó vậy? Con bực ba, ba bị con bực ba là con có chửi mà con bóp chiều quá. Ủa con ăn à? Rồi sắp xong rồi. Con mày ơi, con thèm ăn chuối đúng không? Chuối đó còn sống à? Nhưng mà con muốn ăn chuối đúng không? Con muốn ăn thôi. Thay đổi. Bạn để coi đã không, chưa? Con muốn ăn thịt của TV. Gần xong rồi đó. Thế cũng được. Đúng không? Con muốn ăn thịt heo của ai rồi. Con muốn ăn cái bụng của TV. Em muốn ăn không có ăn nó tụm lum tụm bậy tụm bạ. Hai ô nói gì đâu không ăn, hai ô nha. Ba cắt ba cạo đầu hai ô luôn đi. Con mà nhúc nhích mà nói lung tung ba mắc cười á, ba là ba nhúc nhích cái kéo mà nhúc nhích cái kéo á là sẽ lụm một lỗ, con hiểu không? Những lúc mấy tầm lâm vậy? Cái gì đó tôi làm một cái đuôi. Con nhúc nhích là rớt cái lỗ tai bây giờ đó. Để hai cái tay lên đuôi. Con nhúc nhích là... Thấy chưa? Con nhúc nhích là xém người rớt cái lỗ tai rồi. Cô muốn rớt cái lỗ tai không? Nữa. Bị đưa nhập rồi. Không cười nữa. Sợ quá, sợ. Rồi, lấy tiền rồi đi ra ngoài tiệm hết lại. Chứ bây giờ xấu quá thì sao? Thấy cũng đẹp mà. Rồi, lấy tiền ra tiệm hết lại con. Hất, đi hất tóc mà có tiền ha. Để lấy tiền đi ra tiệm khác hết. Đây, rồi, ok rồi, sắp xong rồi. Má mày, hồi bữa nước ngoài á, con thấy á, người ta tiền cắt tóc nhuộm tóc không à? Có cổ ngoài thì con tiền nước ngoài tóc của người ta bàn sẵn con ơi. Mỗi ngày một cái một người. Mấy bạn nước ngoài là tóc mấy bạn màu vàng, màu xanh chứ không phải mấy bạn nhuộm tóc đâu. Đúng rồi, chiếc trợ lý tới chiếc trợ lý tóc màu vàng á. Đó, tại vì... Đâu có. Chiếc trợ lý làm tóc màu trắng. Tầm bậy chứ trời. Lít là tóc màu vàng lợt. Màu vàng lợt hả? Vàng nâu hả? Là chiếc trời dậy con ở gì? Trường Hòa Bình á. Hôm nay trời dậy á. Ủa quê nên mẹ Hà à, mẹ Hà vui vui lên bên mẹ Hà chụp hình. Nhưng mà quay lít. Giờ mẹ Hà tiếng giờ ép ba. Mẹ Hà hiểu không? Ba hỏi được mà. Con sợ mẹ hả? Con sợ mẹ với ba hả?
đó là phạt đúng hay sai? Nói chung là bây giờ thích bạn thích ăn đòn. Dạ hết. Thích cái nào? Thích mây áo quần. Đẹp trai đó. Xấu trai đó. Anh muốn xấu trai lủng lỗ. Là bây giờ ô im ô không cười coi cái mặt ô nghiêm trọng quá. Nghiêm trọng không cười coi. Nghiêm trọng không? Đưa về. Rồi đó đấm Jerry kìa. Trời ơi, Jerry nghiêm trọng không cười. Đâu Jerry hả? Đâu Jerry nghiêm. Như vậy. Nghiêm mẹ nghiêm trọng. Nghiêm á, nghiêm á. Nghiêm. Học sinh nghiêm. Học sinh nghiêm sao? Nghiêm. Học sinh nghiêm. Chưa nghiêm mặt dễ hả? Kính chào cứ. Học sinh nghiêm. Nghe nghe. Nghe nghe nghe. Nghe nghe. Cung cung cung. Rồi. Quay cái clip này cho cô Hồ coi nha. Rồi. Tạm ổn rồi đó. Rồi, chụp tấm hình before after. Học sinh nghiêm. Chúng con kính chào. Đẹp rồi đó. Học sinh nghiêm. Cô lá bà lừ. Dạ, hãy cắt cho mình ôm kìa. Chào học sinh nghiêm. Chị con kính.